Bù Phi, Robocar, Bully và những người bạn phần 5. Rose và Mary. Mẹ ơi, con không thích nó ở đây. Dạ phải, Mary muốn về nhà. Nhưng chúng ta vừa mới tới nơi mà các con, chúng ta không thể về nhà con được. Con chào bà Daisy. Hả? Con rất vui được gặp bà ở đây. Oh, Lifty, con tới đây làm gì vậy? Con có một kiện hàng giao cho Jim, cho nên con đã ghé qua nhà kho xe lửa. Bà ơi, mấy cô bạn nhỏ này là ai vậy bà? Chúng là cặp sinh đôi Rose và Mary, cháu của bà. Chúng sẽ ở đây một tuần cùng với bà. Bà sẽ chăm sóc cho chúng để bà mẹ chúng đi nghỉ. Dạ, con hiểu rồi. Xin chào Rose, xin chào Mary. Hả? Anh là Lifty. Ôi trời, có vẻ như mấy cô gái nhỏ này không có tâm trạng làm quen rồi. Dạ, con cũng nghĩ như vậy á. Đây nè, bưu kiện của cậu đã đặt. Cảm ơn nhé Lifty. Không có chi. Mà Jean nè, mình đã gặp cặp sinh đôi cháu bà Daisy tại ga xe lửa đó. Thiệt hả? Đúng vậy, các em ấy tên là Rose và Mary. Các em ấy cực kỳ đáng yêu luôn. Họ sẽ ở lại thị trấn của tụi mình một tuần đó. Nhưng mà có vẻ như Rose và Mary không thích nơi này lắm. Họ đòi bà Daisy đưa họ về nhà đó. Thật sao? Phải, giờ họ còn chẳng thèm chờ lại mình luôn á. Nghe buồn ha. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ tới nơi này và mọi thứ đều rất xa lạ với các em ấy. Đúng vậy. Mình mong sớm được trở thành bạn của Rose và Mary. Đúng rồi. Vậy thì sao cậu không đưa Rose và Mary dạo một vòng quanh thị trấn đi? Dạo quanh thị trấn sao? Đúng vậy. Rose và Mary sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu các em ấy đi dạo quanh thị trấn. Và các cậu sẽ nhanh chóng là bạn bè nếu đi cùng nhau. Đây đúng là một ý tưởng hay đó. Theo Ly, cậu đúng là thông minh quá luôn. Mình còn có thể nói gì được đây? Không, bà ơi, con không thích ở đây chút nào. Con muốn đi về. Con muốn về nhà. Được rồi, bà biết các con cảm thấy như thế nào. Nhưng chúng ta không thể về nhà được. Chào buổi sáng, con chào bà Daisy. Lifty, chào con. Chào Rose và Mary. Chắc các em lại mắc cỡ nữa ha. Chờ chút. Ta-da! Một chú hề. Đúng vậy, cái này tặng Rose, cái này tặng Mary. Ôi trời ơi, đúng là những chú hề tuyệt vời. Cảm ơn cậu. Bà Daisy ơi, con có thể đưa Rose và Mary dạo một vòng quanh thị trấn được không bà? Thật sao? Rose, Mary chắc sẽ vui lắm đây. Đi đi mà, cực kỳ tuyệt vời luôn đó. Đồng ý. Chà, nếu như không làm phiền con. Dạ không đâu bà. Các em ơi, nhìn nè, khi gió thổi sẽ làm cho cánh quạt quay và tạo ra điện đó. Rất tuyệt vời phải không? Đúng vậy. Dạ đây, chính là bưu điện. Đây là nơi tất cả thư và bưu phẩm của thị trấn đều tập trung lại. Đúng vậy. Ta-da, đây là quảng trường lớn nhất tại thị trấn của tụi anh này. Rất tuyệt vời phải không? Anh ơi anh, chuyến tham quan chán quá à. Thiệt hả? Chào các em, chào Lizzy. Chào Helly. Các em là Rose và Mary ha. Rất vui được làm quen với các em. Rất vui được gặp anh. Các em đang đi dạo quanh thị trấn với Lizzy có phải không? Thật ra tụi mình đã ghé thăm vài nơi nhưng mình nghĩ các em ấy không thấy vui chút nào. Mình hiểu rồi. Các em đã tới công viên Squishy chưa? Đúng ha, mình suýt chút nữa quên mất công viên này luôn rồi. Công viên Squishy? Đó là công viên trượt máng tại thị trấn này. Các em có muốn đi không? Đồng ý, tới công viên trượt máng nào. Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Yeah. Cảm ơn cậu nha Haley. Không có gì, chúc mọi người vui vẻ. Mình về rồi nè Jean. Chào mừng quý vị nhà Haley. Những người khác đâu rồi? Họ vẫn đang tuần tra quanh thị trấn. Mình biết rồi. Cậu biết không Jean, mình đã gặp Rose và Mary trên đường đến đây. Thiệt hả? Các em ấy đi dạo quanh thị trấn cùng với Lifty có vui không? Thì mình thấy có vẻ như chúng không thích lắm. Nhưng sau đó mình nói họ tới công viên chơi. Các em ấy có vẻ rất hứng thú. Thật tốt phải không Haley? Cậu không biết tin hôm nay công viên sẽ bắt đầu sửa chữa lại hay sao?
Cậu nói phải, đúng rồi ha. Nếu họ tới đó mà nhìn thấy như vậy thì sẽ thất vọng lắm luôn đó. Cậu nên nhanh chóng tới công viên để báo cho họ biết liền đi. Ồ, ý kiến hay đó, mình sẽ đi ngay đây. Tạm biệt Haley. Ôi không, công viên đang được sửa chữa lại rồi. Anh xin lỗi các em nhiều lắm. Anh nghĩ hôm nay tụi mình không trượt được rồi. Nhưng em muốn được trượt mang. Em cũng vậy. Hả? Nhìn kìa, tụi em có thể tới đằng kia trượt có được không? Hả? Đội Eagle sao? Đó không phải là công viên đâu. Nhưng em muốn trượt ở đó. Em cũng vậy. Mình nên làm gì đây? Mình muốn được trượt cỏ. Thôi được rồi, đi trượt cỏ thôi nào. Tụi em có thể đi sao? Tuyệt vời, tụi em không thể đợi được nữa. Các em nhớ đảm bảo chắc chắn là theo sau anh nha. Dạ được. Chuẩn bị, sẵn sàng, trượt thôi. Tụi mình đang trượt xuống kìa. Lifty, Rose, Mary đang trượt xuống này. Mình đang trượt xuống quá nhanh rồi. Mình không thấy họ. Chắc họ phải ở đâu đó bên dưới chứ. Cứu tôi với. Hả? Có chuyện gì vậy? Tôi kêu chứ. Tôi với vậy. Hả? Rose và Mary đang trôi trên sông. Rose, Mary. Anh tới đây. Haley. Mary. Đừng lo, em an toàn rồi. Anh đã bắt được em. Rose, Mary. Có chuyện gì vậy Haley? Các cậu ơi, Rose và Mary đã bị trượt chân rơi xuống sông rồi. Cái gì? Mình đã cứu chúng ra khỏi dòng sông, nhưng hiện giờ tụi mình đang bị mắc kẹt. Dòng chảy hiện giờ mạnh quá, tụi mình không thể vượt qua được. Tụi mình đang ở gần căn cứ Sympathy, nó tới đây đi. Được rồi, đi thôi nào các cậu. Đi thôi. Họ phía bờ bên kia kìa. Lifty, họ sẽ không sao đâu. Cậu hãy cứ yên tâm và ở yên đây nha. Được rồi. Rồi, Amber, chuẩn bị giải cứu họ thôi. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, đi thôi nào Amber. Rose, Mary, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chắc là các em đã bị hoảng sợ, nhưng không sao đâu. Phải, tụi anh sẽ đưa các em tới nơi an toàn được không? Đừng lo, các em sẽ vượt qua được mà. Rồi, mở cầu phao ra đi. Được rồi, mình sẽ làm ngay. Nào, các em sẵn sàng qua cầu chưa? Tụi em sợ lắm. Đừng lo, anh chị luôn ở bên cạnh các em mà. Đúng vậy đó, tụi anh đảm bảo mà. Cứ đi từ từ thôi. Không, tụi em sợ. Ồ, các em ấy vẫn còn nhỏ mà. Chắc chắn các em ấy thấy sợ lắm. Phải rồi. Cố lên nào Rose và Mary. Hay vượt qua cái cầu đi. Rose, Mary, đừng hoảng sợ. Anh sẽ hát để cổ vũ cho các em được không? Cố lên nào các em. Hãy hít một hơi thật sâu rồi bước qua cầu trong khi Lifey đang hát. Em nghĩ tụi em có thể thử.
hay lắm, các em có thể làm được. Cố lên nào Rose và Mary, hay vượt qua cái cầu đi. Các em đang làm rất tốt đó. Từ từ thôi. Được rồi nè. Các em đã an toàn. Các em đã an toàn. Rose, Mary, các em không sao rồi. Chắc là cả hai em đã bị hoảng sợ ha. Anh xin lỗi nha các em. Nếu anh không nói các em tới công viên chưa xây xong thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Anh xin lỗi. Không phải đâu Haley, là lỗi của mình. Mình đã để cho Rose và Mary trượt từ trên đồi Eagle nguy hiểm như vậy đó. Anh xin lỗi các em nha. Không đâu Lizzy, là tụi em năn nỉ anh mà. Phải là tụi em đã năn nỉ. Anh ấy không hề muốn trượt từ đồi Eagle xuống. Không sao nữa rồi. Anh chị hiểu mà. Các em thích vui chơi thì không sao, nhưng phải luôn giữ an toàn cho mình. Đúng vậy, bởi vì nếu các em không làm vậy thì có thể các em sẽ bị thương. Giờ thì hãy hứa các em sẽ chơi ở nơi an toàn thôi đó nha. Dạ, tụi em hứa với anh. Các em biết không, hôm nay các em rất can đảm đó. Cho dù các em còn nhỏ nhưng đã rất dũng cảm khi vượt qua cầu pháo. Tất cả là nhờ bài hát động viên tinh thần của anh Lifty á. Anh chị có nhớ không? Đương nhiên rồi. Anh Lifty, đưa tụi em đi tham quan tiếp vào ngày mai được không? Nhưng mà anh nghĩ các em nó đi tham quan thị trấn buồn chán mà. Tụi em chỉ muốn đi chơi với người bạn mới quen thôi mà. Thiệt hả? Dạ phải. Tuyệt vời, tụi mình có thể chơi đùa vào ngày mai và ngày mốt nữa. Yeah, thì quá đi. Bully và những người bạn. Mệt quá, mình không chịu nổi nữa. Sẵn sàng cứu hộ. Cảnh sát Bully mạnh mẽ được trang bị đèn pin, gậy, máy khoan, máy cưa, cứu hỏa Roy cực can đảm với bình chữa cháy, thang rút, cần cẩu, cứu thương Amber thông minh, nhanh nhẹn với kim, túi và bình cứu hộ, trực thăng cứu hộ Heli cấp báo mọi vấn đề nhờ máy ảnh, máy quay, ấn nút đèn hiệu và âm thanh báo động. Bully và những người bạn lùi về sau, lấy trứng và sẵn sàng cứu hộ. Sưu tập đồ chơi tại cửa hàng My Kingdom.